Hi, xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Và hiện tại thì tôi đang đứng cạnh chiếc xe Toyota Innova 2019. Và ngày hôm nay thì Văn Hội sẽ chia sẻ đến quý anh chị khách hàng không chỉ là bảng giá, mà sẽ tìm hiểu chi tiết bên trong động cơ của chiếc Innova 2019, xem có những cái điểm gì nổi bật. Và chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên là về giá bán thì với cái bản 2.0 số sàn thì được Toyota niêm yết với giá bán từ 771 triệu đồng cùng với các chương trình quà tặng khuyến mại hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và các chương trình khuyến mại lớn hơn nữa từ đại lý Toyota Thanh Xuân. Nhưng chi tiết của clip hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu xong bên trong của động cơ của chiếc Toyota Innova thì được thiết kế như thế nào và tại sao mà lại được nhiều anh chị khách hàng tin dùng như vậy. Hãy cùng theo chân Văn Hội. Đầu tiên thì để mà mở được cái phần nắp capo của chiếc động cơ chiếc Toyota Innova thì chúng ta sẽ có cái lẫy. Đây là phần lẫy của chiếc giật nắp capo. Thì giới thiệu đến anh chị khách hàng bên trái này, đó chính là của giật của nắp bình nhiên liệu. Còn bên phải này đó chính là lẫy của nắp capo. Còn giới thiệu sơ bộ lên trên, anh chị nhìn thấy thêm đây là công tác của cảm biến lùi cũng như là chúng ta sẽ chỉnh của góc đèn. Chúng ta sẽ đi luôn vào cái phần mở nắp capo của phần động cơ xe Toyota Innova 2019 xem là sẽ có những cái điểm gì nổi bật. Thì để mà tìm hiểu được cái thông số của chiếc xe này thì chúng ta sẽ tìm hiểu trước khi mở nắp, đó chính là xe là được sử dụng động cơ 2.0 EMT số tay 5 cấp. Và với kiểu là động cơ 4 xi lanh thẳng hàng 16 van động DOHC 2 trục cam công nghệ VVTi kép đó ạ. Vâng. Dung tích công tác là 1998cc. Công suất tối đa lên đến 102kW tại 5600 vòng phút. Và để mở được cái nắp capo này ra thì ở đây anh chị có thể nhìn thấy ngay, đó chính là cái lẫy. Chúng ta sẽ nhâng nhẹ cái lẫy này lên. Sau đó mà để dựng được cái phần nắp capo thì ở đây chúng ta có cái phần, đó chính là cái tay chống. Trường hợp tiếp theo mà chúng ta muốn dựng cao lên hơn nữa thì chúng ta sẽ chống tận sâu vào trong này. Những trường hợp đấy chỉ dùng cho các anh em kỹ thuật thôi. Ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy ngay. Nhìn chúng ta sẽ cùng tìm hiểu từ phía bên phải sang bên trái và từ trên xuống dưới. Đầu tiên đó chính là phần ắc quy. Đây, ắc quy này được Toyota trang bị lên đến 33A này. Hệ thống phanh trợ lực dầu cũng như là hệ thống cụm bơm ABS an toàn hiện đại. Và đây là hộp cái cầu chì. Phía này đó chính là phần nắp của chúng ta mở cái nắp để đổ cái nước rửa kính. Ở đây lưu ý là chúng ta sẽ đổ nước sạch và bổ sung thêm dung dịch nước rửa kính vào. Chúng ta sẽ đi luôn vào cái phần động cơ đi. Với động cơ là được đặt dọc, các anh chị biết rồi, khi mà động cơ được đặt dọc thì hiển nhiên là xe sẽ sử dụng là cầu sau. Nếu dọc hay không thì anh chị nhìn thấy ở đây, đây là cái phần cánh quạt làm mát. Cái pulley trơn này nó sẽ quay trơn và khi mà động cơ nổ máy thì xe sẽ quay. Động cơ quay là trục cơ quay làm cho cái cánh quạt này quay. Cái thiết kế của cánh quạt này nó rất là hay này. Không phải là động cơ cứ quay lên đến 4-5.000 vòng phút mà cái cánh quạt này nó cũng sẽ quay luôn 4-5.000 vòng phút. Mà lúc này mà chúng ta đi nhanh hơn rồi thì cái gió tự nhiên nó đã mát rồi thì cái quạt trơn này nó sẽ quay chậm lại. Đấy, rất là hay. Phần nữa đó chính là phần, đây là phần trên cùng, đó chính là phần của hệ thống buji. Anh chị hàng ngày có thể thấy được rằng là chúng ta quan tâm, nếu mà là một người dùng bình thường ấy, chúng ta sẽ bảo dưỡng đúng định kỳ và quan tâm nhất đó chính là phần lọc gió động cơ. Lọc gió động cơ mà chúng ta muốn vệ sinh, chúng ta sẽ mở cái lẫy nắp này ra. Chúng ta sẽ mở ra. Chúng ta sẽ nhìn thấy được và chúng ta sẽ vệ sinh. Đây là phần lọc gió động cơ. Sau khi vệ sinh xong rồi thì chúng ta sẽ đậy lại và đóng cái lẫy này lại.
Còn cái một cái chú ý nữa khi mà chúng ta sử dụng động cơ, đó chính là phần nước làm mát. Tuyệt đối là ở đây là cái nắp của két nước là anh chị sẽ không được mở ra. Mà chúng ta muốn bổ sung thì chúng ta sẽ bổ sung ở bình nước phụ. Cái dung dịch nước này thì sẽ được đổ theo quy chuẩn của Toyota. Đây là phần máu nước. Máy quay có thể nhìn sang phía bên này, có thể thấy được. Đây là phần màu của nước dung dịch. Và hàng ngày, một là chúng ta đi xa thì chúng ta phải quan tâm điều gì? Đó chính là cái kiểm tra dầu động cơ. Phần rất quan trọng. Dầu động cơ thì thường thường thì xe sẽ chạy 5.000 hoặc 6 tháng. Tùy điều kiện nào đến trước thì chúng ta sẽ thay dầu. Và ở với cái hộp số sàn thì thường thường là chúng ta phải đến 4 vạn thì mới phải thay. Và cũng như là với cái phiên bản số sàn này thì còn nếu mà ở máy động cơ số tự động thì chúng ta cũng khoảng 4 vạn. Ok, chúng ta sẽ tìm hiểu thêm tại sao là một chiếc động cơ của Innova lại bền đến vậy. Đầu tiên đó chính là trợ lực của hỗ trợ của hệ thống trợ lực lái điện. Phía dưới đó chính là lốc của điều hòa. Wow, một cái lốc rất là to. Chắc chắn là cái công suất điều hòa sẽ rất là mát, lớn. Công nghệ VVTi thì giúp cho chiếc động cơ của Innova 2019 tiết kiệm nhiên liệu cũng như là khả năng tăng tốc rất là tốt. Ở phía bên trên này có thể nhìn thấy đó chính là phần của nắp dầu động cơ. Cái thường phần này thì để bên các anh chị ở bên kỹ thuật sẽ làm theo đúng quy trình bảo dưỡng. Còn khi mà anh chị mua xe ở đại lý Toyota Thanh Xuân thì anh chị sẽ được bảo dưỡng miễn phí ở cấp 1.000 km và 5.000 km là chúng ta được thay dầu miễn phí. Sau đó thì từ 10.000 đến 4 vạn thì chúng ta sẽ được mỗi lần vào bảo dưỡng là hỗ trợ lên đến 10% tổng cái giá trị hóa đơn. Chúng ta sẽ nhìn lại một lần nữa tổng quan cái phần động cơ của chiếc Innova 2.0 MT 2019 đang được Toyota Thanh Xuân niêm yết với giá từ 771 triệu đồng và đang được rất là nhiều chương trình quà tặng khuyến mại hỗ trợ. Và tôi sẽ chia sẻ thêm một cái phần nữa, đó chính là phần khung gầm của chiếc Innova 2019. Và đây hôm nay thì Văn Hội sẽ chia sẻ để anh chị nhìn chi tiết hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng nhìn xuống phía bên dưới. Đó chính là phần gầm xe của chiếc Innova 2.0 số sàn 2019. Xe thì được sử dụng là cầu sau. Chúng ta sẽ nhìn ra phần phía gầm phía đằng sau để thấy được rằng là khi anh chị sở hữu cái Innova 2.0 số sàn này mà chạy gia đình cũng như là chạy dịch vụ thì rất là bền. Từ khung gầm rất là chắc chắn. Đây là phần bệ gầm phía đằng sau của chiếc Innova. Với lốp xe cua được đặt ở phía dưới. Xe sử dụng cầu phía sau. Rất là chắc chắn. Ok. Chi tiết gầm bệ của Innova 2.0. Xe được tích hợp luôn cả cảm biến lùi theo xe. Đây là tổng quan một lần nữa chiếc Innova 2.0 MT 2019. Vâng, vừa rồi là chia sẻ của Văn Hội về bảng giá cũng như là tổng quan chi tiết về động cơ khung gầm của chiếc Innova 2.0 2019. Và để sở hữu ngay, hãy liên hệ ngay hotline phía bên dưới để nhận được những cái chương trình quà tặng khuyến mại hấp dẫn nhất. Và nếu thấy hay, hãy like và share kênh của tôi để nhiều người biết đến hơn nữa. Một lần nữa, Văn Hội xin trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi clip của tôi. Goodbye!